Sơn Tùng vừa trở lại mạng xã hội, netizen phát hiện Thiều Bảo Trâm đi chơi riêng với Tuấn Trần. Một người hâm mộ đã nhìn thấy cặp sao đi chơi riêng cùng nhau và bình luận ngay dưới bài đăng mới nhất của Thiều Bảo Trâm. Sau lùm xùm tình cảm với Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm lại được ghép đôi với Tuấn Trần. Mới đây cặp sao còn lộ bằng chứng đi chơi riêng. Cụ thể, dòng ca cơn mơ ngọt ngào vừa chia sẻ loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân, khoe nhan sắc trong trẻo và cô thời trang đơn giản hơn mọi ngày. Dưới phần bình luận, một người hâm mộ bình luận đã thấy nữ ca sĩ và Tuấn Trần đi chơi riêng cả hai còn trò chuyện rất vui vẻ. Người này chia sẻ, bữa em mới thấy chị với anh Tuấn Trần đi uống cà phê ở quán nè, ngoài đời đẹp xỉu. Trước nhiều nghi vấn của netizen, phê này cũng khẳng định, ngoài đời họ tình cảm lắm bạn, gọi nhau anh anh em em ngọt lắm, chị Trâm còn làm đụng nữa, dễ thương lắm. Bình luận của một netizen làm trộ tin đồn cặp thiệu bảo Trâm đang hẹn hò với Tuấn Trần. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, nếu đây là sự thật thì dê bích lại có thêm một cặp trai xinh, gái đẹp đầy tài năng nữa. Tuy nhiên nhiều người cho rằng cặp sao đơn thuần là đồng nghiệp hoặc muốn mời đối phương góp mặt cho dự án mới của mình. Trước đó, Thiều Bảo Trâm, Tuấn Trần dự chung một sự kiện thời trang, quản lý của nam diễn viên còn đăng ảnh và cắn thẻ ca sĩ sinh năm 1994 vào bài viết. Sự đẹp đôi và thân thiết của cả hai khiến netizen hy vọng sau tin đồn đổ dở tình cảm, Thiều Bảo Trâm tìm được hạnh phúc mới. Sự kiện trước đó cặp sao cùng tham dự. Cùng thời điểm với nghị án hẹn hò của Thiều Bảo Trâm và diễn viên bố già, Sơn Tùng bất ngờ trở lại mạng xã hội với hình ảnh ngồi thiền ở hồ bơi. Đây cũng là lần hiếm hoi ca sĩ đăng tải hình ảnh lúc một giờ khuya như vậy. Caption, mùa trôi mà sao còn của anh cũng khiến netizen tò mò. Sơn Tùng đăng ảnh sau gần 2 tháng ở ẩn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.